Kính thưa quý bạn đạo, vào ngày 30 tháng 5 năm 1982, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên đã thực hiện một cuộc du hành thuyết giảng, gặp gỡ và sinh hoạt cùng bạn đạo và khai mở Đại hội Vô Vi Quốc tế kỳ 1. Cuộc hành trình kéo dài suốt 3 tháng rưỡi, bắt đầu từ Đông sang Tây Canada, xuống các tiểu bang bờ Tây nước Mỹ, xuống các tiểu bang miền Nam và về lại Montreal. Đức Thầy đã ghi lại hành trình này bằng một bài thơ dài 1.545 câu. Trong bài thơ này, Đức Thầy đã nhắc tên rất nhiều bạn đạo. Thương mời quý bạn đạo cùng đọc để ôn lại những kỷ niệm mà bản thân hay gia đình đã có với Đức Thầy trong hành trình này. Cùng đọc thơ Đức Thầy. Bài thơ Cuộc hành trình Vancouver và các tiểu bang Hoa Kỳ. 30 tháng 5 khởi hành, Vancouver trực chỉ giữ dành tình thương, đưa đi bạn đạo noi gương, tình thương xây dựng rõ tường tâm can. Phi trường danh hiệu đo van, bác cư lớn tuổi chàng nàng cũng đưa, bác Tùng Hương Quốc đến vừa, anh Tài anh Bích cũng đưa chào thầy. Phượng Yêm chồng vợ vui vầy, vợ chồng cháu Tuyết đưa thầy ra đi. Bác Vinh cảm động nhớ ghi, vợ chồng anh Thế Quốc thì cũng đưa. Liêm Hồng chung cũng tiễn đưa, Nga Hiền chị Hảo vui thưa với thầy. Chị Thuần bà Tám vui vầy, mọi người thương nhớ ôm thầy cảm ơn. Thanh truyền hình chụp bôn chôn, mọi người đều có ý hồn đẹp tươi. Đưa tay quắc quắc vui cười, đưa thầy tiễn bước giúp người minh tâm. Cha trời chuyển giải phân thầm, tình thương bất diệt trong tâm mọi người. 3:30 đến nơi, những người đón rước vui cười như sau. Xuân phố chồng vợ hợp màu, anh Quang cũng vậy chung nhau hai người. Bà Cư chị Cúc vui cười, cùng nhau vui vẻ người người cảm vui. Nhà hàng tái ngộ hợp mùi, Việt Nam đang hợp chung vui hướng về. Tinh thần kháng chiến hương quê, chụp hình lưu niệm hướng về tình thương. Ra về xe chạy trên đường, đến nhà tăng bảo nhớ thương lâu ngày. Địa cầu vẫn chẳng đổi thay, có ngày tái ngộ, có ngày cảm vui. Xem xong nhà cửa xin lui, về nhà chị Quýt xét mùi đạo tâm. Gia đình con cái tình thâm, lo tu hướng thượng âm thầm dựng xây. Về nhà quan đạo đúng ngày, tự do an nghỉ vui say đêm dài. Đến ngày 31 làm thầy, chăm cho ba bệnh tạm hay ra về. Buổi chiều chứng kiến giải mê, vô cùng thanh điển muôn bề cảm giao. 7 giảng đạo nhiệm màu, anh Khiêm chồng vợ họp màu đón nghênh. Ngày 1/6 tản nền, trị cho 8 bệnh tạm quên lo buồn. Trưa thời độ ngọ chay trường, chiều thời đi dạo rõ nguồn Vancouver.
Tối thời chị Cúc đãi cơm, đến nhà tạm trú hương thơm núi trời. Vợ chồng cụ Đáng tỏ lời, quý thương người đạo mới mời đến nơi. Duyên lành tạo bởi cha trời, không ngờ tương ngộ ở nơi thanh bình. Cỏ cây vui vẻ đẹp xinh, anh quan các cháu vui tình cảm giao. Bác Du cũng dự ước ao, ngày mai tái ngộ nơi nào cũng vui. Ngày hai ăn sáng giao mùi, mì ngon hoành thánh chuyện vui ông bà. Bàn tay kim cúc khéo hòa, ban cho lớn nhỏ tự xoa dịu lòng. Ăn xong chăm cụ một vòng, giải phong nhức nhối từ trong ra ngoài. Đến xin tạm biệt xa ngài, chôn cao đến rước cùng nhai thánh mì. Trở về hợp thức hợp thì, trị thêm bá bệnh yếu đi sức người. Chiều thời dạo phố vui cười, ăn mì thịt vịt người người tự phê. Phố tàu mua thuốc giải mê, trị cho căn bệnh hướng về nội tâm. 6 giờ có kẻ tiến tầm, trị thêm 2 bệnh âm thầm giảm yên. Siado anh tánh vượt xuyên, chụp hình thăm viếng về liền một khi. Ngày 3 chăm cứu hợp thì, người làm kẻ học tự ghi ra về. Xong rồi đi dạo thuyền quê, vòng quanh biển rộng đảo mê chim trần. Phố tàu trở lại dự phần, điển tâm vui miệng tạo phần ấm no. Ra về trưa ngủ ro ro, chiều thời chăm cứu trị cho 10 người. 7 giờ tề tụ vui cười, xem phim kháng chiến người người hoan nghênh. Ăn thua cũng bởi nơi mình, phát tâm đóng góp tận tình về quê. Ngày 4 giúp bệnh chán chê, trị cho phấn khởi hướng về tâm linh. 10 giờ C-Bus giao tình, đi qua đi lại chụp hình dạo chơi. Thúy Hiền Điền Dũng lại mời, chị Đào vui giúp đãi xơi món hiền. Ăn rồi chụp ảnh về liền, ngủ trưa an giấc chiều tiên đãi quà. Ăn cơm rau thịt với trà, tối thời thuyết pháp giải hòa tâm can. Mọi người cảm thấy tâm an, muốn tu muốn tiến mở đàn tự đi. Gom đồ hành lý vali, ngày 5 sáng sớm ăn thì điểm tâm. Vui đùa giải tỏa siêu âm, anh quan chồng vợ giúp tầm đường đi. Cho ăn đầy đủ hợp thì, nhà hàng danh hiệu Dennis Mỹ Tàu. Xuân phô xe chạy ào ào, vợ chồng gái lớn chẳng cao hơn người. Cũng đưa thầy đến tận nơi, nhà anh vĩnh tánh sáng trời chụp chung. Ông bà cụ Mẫn ung dung, chụp chung 2 bát tháp cùng cháu con. Bellevue cảnh đẹp vuông tròn, già non cùng họp trên con đường đời. Vào nhà cơm nước mời xơi, vài lời nhắn nhủ đạo đời phân minh. Vào phòng tạm nghỉ một mình, trưa thời độ ngọ giao tình đạo tâm. Chiều thời áo mão siêu âm, giảng cho thiên hạ tự tầm đường đi. Thiên liêng bản chất khắc ghi, tự mình giải thoát hợp thì mới nên.
tình thương nguyên lý vững bền, tâm không tiến hóa đạt nền trường lưu. Chẳng còn động loạn tạo mưu, cùng trời gánh vác hạng ưu tâm hòa. Quê hương tái hợp chẳng xa, dựng xây sáng suốt cảm hòa về quê. Yêu thương đời đạo muôn bề, tự mình thức giác giải mê chấp đời. Vạn linh sắp đặt bởi trời, ngày nay tái ngộ ngày rời về quê. Đến giờ lại phải ra về, ăn tô hủ tiếu ngủ nghe một mình. Khuya thời viết tiếp phân minh, đạo đời báo cáo vui tình bà con. Tham thiền ý chí sắc son, độ cho thiên hạ tìm con đường về. Ngày sau minh giải tâm mê, trị cho sáu mạng giải bề khổ đau. Chiều thời khai triển nhiệm màu, thuyết cho thiên hạ minh đầu rõ đuôi. Giải thông vấn đáp rèn trui, người người tự giải tránh mùi trượt ô. Nằm trong nguyên lý Nam Mô, trên trăm thính giả chung vô một nhà. Tối thời có trẻ có già, nghe băng xin trị bệnh bà bệnh ông. Sáu người thực hiện không công, hẹn ngày tái ngộ giải vòng chấp mê. Sáng ngày bảy trị người mê, trưa thời độ ngọ giải mê tâm trần. Tại nhà đạo hữu dũng trần, muốn cha hiểu đạo góp phần dựng xây. Cảm minh minh cảm vui vầy, tối thời nhiều bạn bao vây đầy nhà. Thuyết cho thấu đáo hiếu hòa, tự mình thức giác chan hòa tình thương. Duyên lành sáng tạo tâm gương, chiếu cho thiên hạ tự nương thế tình. Tu thời khai triển cho mình, minh tâm kiến tánh tâm linh hợp hòa. Ngày tám tiếp tục diệu xoa, trị cho thiên hạ tạm xa bệnh tình. Trưa thời nem nướng bún xinh, rau thơm cá mập rượu huynh đệ hòa. Luận đi xét lại gần xa, ăn rồi đi nghỉ chiều ra khỏi nhà. Đến nhà anh bổn vui hòa, ăn chay vui chụp hình xoa dịu đời. Ăn xong đi bộ tự rời, về nhà nằm viết, viết lời ăn lê. Việt Nam tị nạn học mê, anh Việt phân giải tương kề nói năng. Lần lần giải quyết khó khăn, học rồi biết nói ở ăn tương hòa. Tối thời các bạn ở xa, đến nơi xem hát phân ra đạo đời. Phân minh thuyết giảng phân lời, đời là cõi tạm người thời phải tu. Ngày chín chữa trị giải ngu, trưa thời vĩnh tánh đắp bù buổi cơm. Chụp hình giao cảm ý thơm, chiều thời thuyết giảng rõ ơn Phật trời. Thu hình đèn chiếu sáng ngời, phân minh giải đáp người đời vỗ tay. Trở về đàm đạo vui say, làm thơ giúp trẻ dở hay tự bàn. Ngày mười cũng lại mở màn, chăm cho thiên hạ tạm an cuộc đời. Trưa thời chứng kiến điển trời, giúp cho vĩnh tánh sống nơi an toàn. Tối thời thuyết giảng luận bàn, tùy tâm vấn đáp trời ban thanh bình. Đến khuya luyến tiếc cảm minh, tình đời tình đạo do mình phát tâm. 11 lại đến lại tầm,
trị cho nhiều bệnh, giải lầm, giải sai. Trưa thời chứng kiến thanh đài, anh trung tự nguyện đóng vai thiền đường. Chụp hình lưu niệm đường gương, tầm đường giải thoát rõ tường đạo tâm. Chiều làm mắm thái thương thầm, giúp người hữu phước tự tầm món ăn. Ăn rồi giải quyết khó khăn, làm thì hỗ trợ tinh thần người tu. Nhận quà tiền bạc giúp tù, gửi cho người khổ tiền xu độ đời. Nhớ thương bạn đạo mở lời, chúc cho thượng lộ đạt đời an vui. Thầy trò hứa hẹn bùi ngùi, đạo tâm thức giác rèn trui ở đời. Thương tình lớn nhỏ lệ rơi, 12 đưa tiễn đến nơi an toàn. Vui mừng tái ngộ Vấn An, Bác Mẫn, Anh Cúc sắp hàng đón nghênh. Chụp hình lưu niệm linh đình, đúng ngày sanh nhật giao tình chủ nhân. Cùng chung ăn bánh màu hường, bạn đạo quý mến tỏ tường vài câu. Gia đình bác diễn thâm sâu, lấy lòng chân thật nhiệm màu cảm giao. Nhớ thương người đạo lệ trào, vợ chồng vĩnh tánh khóc ào trong tâm. Đến giờ tạm biệt siêu âm, thân chào tạm biệt tình thâm sáng ngời. Bác gái lưu lại nghỉ ngơi, trung chương hòa cháu lưu đời một đêm. Nghe qua buổi giảng tạo niềm, giúp tâm độ tiếng vượt xuyên tâm đời. Tình thương Thượng Đế chẳng rời, dựng xây các giới rõ nơi an toàn. 13 lại đến ôm choàng, chào thầy tạm biệt diễn màn khóc thêm. Tình thương ban rải tạo niềm, nhớ thương xây dựng đêm đêm thực hành. Những lời khuyên giải thực hành, giúp người lưu lại đạt thanh đạt hòa. Chiều thời chăm cứu trong nhà, tối thời lại đến hợp hòa Vân Anh. Cùng chung đàm đạo cùng ăn, anh ứng chồng vợ băn khoăn đãi đằng. Cô Hồng có mặt hỏi han, trên đường đạo pháp cơ tầng ra sao. Lời khuyên dẹp bỏ sắc màu, cảm giao tâm thức tự mau hướng về. Hư không đại định muôn bề, quán thông thấu triệt hương quê của hồn. Vui lành chồng vợ đưa về, trở về tu tịnh giải mê giải lầm. Sáng ngày 14 lại tầm, giúp cho người bệnh giữ tâm tu hành. Trưa thời độ ngọ đạt thanh, chiều thời đi dạo thoát lanh một vòng. Chụp hình lớn nhỏ tham tòng, hoa hồng tươi đẹp đủ dòng khác nhau. Dự thi danh đạt trước sau, đủ màu biểu hiện tranh nhau diễn hành. Vào xem vườn nhật ảnh tranh, tô màu tươi đẹp tâm thành mở mang. Thế gian sắc cảnh thiên đàng, cỏ cây liễu yếu tạo màn đẹp xinh. Cảnh nào cũng có chụp hình, ra về anh chị mời ăn cơm tàu. Trở về bạn đạo ngộ nhau, cả nhà vui vẻ trị đầu trị chân. Mọi người tâm tưởng ý mừng, muốn gần người đạo sống từng phút giây. Tu hành sẽ đạt có ngày, cảm minh chân tánh ngộ thầy ngộ ta. Các nơi điện thoại vui hòa,
chúc nhau vui khỏe tiến xa thanh bình, 15 chăm cứu giải minh, gia đình vĩnh tánh tái sinh gặp thầy. Trưa thời độ ngọ vui vầy, chiều thời thuyết giảng giải bày pháp tu, tối thời dự tiệc giải mù, chỉ cho lập kiến an du tâm hồn. Cả nhà chị ảnh ôm tồn, đãi thầy vui vẻ sống còn hưởng vui, nhớ quê lại ngộ đạo mùi, quyết tu giải thoát tự trui tự rèn. Vợ chồng anh Hải tức ghen, thầy không ở lại được thêm vài ngày, tâm hồn mến đạo hăng say, quyết tu quyết đạt có ngày đạt thanh. Đến giờ từ giả vui lành, mẹ con vĩnh tánh em anh ra về, ôm thầy bệnh rịnh nhớ mê, hẹn ngày tái ngộ trở về chân tâm. Đến ngày 16 hiểu thầm, ra đi tạm biệt tiếng tầm đạo tâm. Cùng đi hai bác tình thâm, Hoàng Nguyên tác giả chẳng lầm chẳng sai. Phi trường chụp ảnh hoài hoài, nhớ thương bạn đạo có ngày ngộ tâm. Đến nơi đông đảo người tầm, chụp hình đón rước thâm tâm vui hòa. Đến nơi các cụ tặng hoa, hoa hồng tươi đẹp chan hòa tình thương, thâm tâm sáng tỏ như gương, độ chay vui vẻ tình thương ngập tràn. Ăn rồi luận thuyết vui bàn, chúc nhau thanh tịnh tạo an tạo lành. Tối thời vấn đáp thực hành, kẻ hỏi người đáp đạt thanh cảm hòa. 17 lại phải đi xa, ốc lên gặp bạn tương hòa lâu năm. Phi hùng chồng vợ tái tầm, cùng đi thăm viếng cùng thăm cá trời. Hóa sanh sanh hóa đời đời, vui đùa dưới nước ghẹo thời thế gian. Người nghèo cho đến người sang, xem bàn luận thuyết tạm an tâm đời. San Francisco cảm lạnh khí trời, chụp hình lưu niệm xong rồi kiếm xe. Đi qua đi lại nhiều bề, cuối cùng cũng kiếm được xe ra về. Hẹn nhau lại lộn đường xe, tìm nhau không được tự về đến nơi. Vân Hùng Hưng Triết giao lời, hứa nhau đi ngược phải thời tạm xa. Phi hùng chạy trở về nhà, vui xơi cơm nguội vui hòa gia can. Một phần còn lại vẫn an, ăn cơm chay mặn rét tâu răng người Tàu. Lấy danh kim Phật tô màu, tiêu hao 70 giúp Tàu kinh doanh. Về nhà an nghỉ vui lành, anh em tái ngộ thực hành pháp tu. Hỏi thêm những điểm còn mù, tiếng Tàu tiếng Việt giải thu giữ đời. Khuya rồi phải nghỉ phải rời, xem phim một chút ngủ thời một đêm. 18 lại đến ốc lên, giúp giùm ông bạn tạo nên việc nhà. Trở về nhà vĩnh vui hòa, ăn trưa hưng ái triết qua chung thời. Gia đình vui vẻ kính mời, ăn xong lại phải tự rời ra đi. Trở về an nghỉ hợp thì, chiều thời tiếp chuyện ca ly bạn hiền. Tối thời dự tiệc vũ khiêm, ba bàn chung hợp triền miên vui hòa. Cùng chung thuyết giảng gần xa,
ngồi bên hai cụ tâm hòa thơ thi. Mẫn gái cũng thuyết cũng ghi, cộng thêm cụ cả đường thi rõ ràng. Phân minh đời đạo rõ ràng, khuyên người gửi giúp tuần sang đăng trình. Phân minh tuổi tác tâm linh, giúp người kế tiếp tâm tình triển khai. Ra về già trẻ bái bai, trên xe thuyết giảng xem ai là trời. Triền miên giao cảm thức lời, kim chi tái thuật những lời khuyến tu. Vợ chồng muốn giúp người ngu, độ cho thiên hạ trùng tu thiên đàng. Thanh văn bảo đảm tâm an, chung hành tiến hóa chuyển sang vui hòa. Nếu không cứ đến đốt nhà, tôi không nói láo muốn cha độ người. Tạo nên không khí vui cười, thanh truyền cũng vậy, người người cảm vui. Tối về thuyết giảng rèn trui, mở tâm mở trí, mở mùi đạo tâm. Cụ hoàng con gái đến tầm, tham thiền học hỏi, đêm thầm cảm giao. Thanh quan lại đến bước vào, ôm thầy hôn mạnh, ước ao thỏa tình. Gặp thầy như gặp người tình, hôn rồi hôn nữa đẹp xinh lòng người. Thầy trò tương ngộ vui cười, xa nhau vẫn gặp vẫn cười như xưa. Tham thiền nhập định đúng vừa, 12 giờ tí trình thưa cha trời. Sáng ngày 19 nghỉ ngơi, có người đến viếng mở lời giải khuyên. Trưa thời ăn ngủ tạm yên, chiều thời thuyết pháp tạo duyên tu hành. Tình thương huynh đệ em anh, cơm chay đạm bạc thực hành chứng tâm. Trẻ già khai thức tự tầm, nguyên lai bổn tánh siêu thâm cảm hòa. Cùng chung nguồn gốc một cha, tâm hòa vui vẻ tự ra đi về. Cảm thông thiên địa muôn bề, chẳng chê lại thích kiểm kê cuộc đời. Tối thời tự nấu tự xơi, dầu hào với bún giúp đời tạm qua. 20 cảm mến cảm hòa, đi thăm cụ cả xuôi gia cụ hoàng. Chứng cho tấm kiến hai đàn, cùng chung vui chụp hình quang giữa trời. Chụp xong giải tán xin rời, ra về an nghỉ trưa thời ngủ ngon. Chiều thời thuyết pháp bon bon, thêm một vấn đáp giải con đường tròn. Nhiều màn thính giả cảm ngon, cảm minh khai triển từ trong con người. Tối thời nói chuyện vui cười, người người được độ, người người cảm vui. Đến ngày 21 tái mùi, đi xe điện bát chạy chui vào hầm. San Francisco tái tầm, phố tàu mì vịt âm thầm nuốt vô. Vòng quanh hình chụp nam mô, đầu tròn xem khỏe ăn vô trong hình. Vĩnh Vân Hùng cũng giao tình, thanh truyền giữ máy chụp hình thích vui. Cùng chung đi bộ rèn trui, một lòng tâm niệm tâm vui cảm hòa. Chiều thời trở lại về nhà, vắt thêm mắm thái tạo hòa tạo vui. Cùng ăn lại nếm được mùi, thơm ngon dịu ngọt an vui cảm hòa. Tối thời tình nguyện bày ra, một nồi đủ thứ trứng gà ragu. Giải cho tâm đạo giải màu,
tham sân biến loạn vì tù chưa minh. Thanh vân tự nguyện khép mình, sửa sai tiến hóa vạn linh phải hòa. Biết hồn chủ thể vai cha, trì tâm niệm Phật giải hòa khai minh. Ngồi quanh đạo hữu vui tình, thấy huynh chịu sửa tâm linh cảm hòa.